Xin chào tất cả các bạn đến với lớp học online. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đàn bài River Flowing You của Jiruma trong cuốn Piano Romantic Song Collection. Các bạn có thể đăng ký mua cho mình một cuốn để tiện theo dõi và tập ở nhà. Rồi, bài này có 3 dấu thăng là pha thăng, đô thăng và so thăng. Đó, thuộc trình độ là trung bình khá nên các bạn phải có cơ bản ít nhất là 6 tháng trở lên các bạn mới tập được bài này nhé. Rồi, mình sẽ đàn câu intro trước. Tất cả các bài thì các bạn cố gắng giải quyết câu intro trước, sau đó các bạn vô bài thì nó dễ dàng hơn nha. Nó tạo cái sự hứng thú cho mình tập tiếp. Intro nè. Đó, intro chỉ một dòng đầu tiên. Rồi, tay phải nè. La son, la son, la mi, la re, một. 2,5 là đô la son la son la mi la re. Đó. Bài này tay trái nó sẽ đàn lặp đi lặp lại một vòng hợp âm cho nguyên cả bài, pha thăng thứ. Pha đô pha, pha thăng đô thăng 1,5,8 nè. Đó, rồi. Re trưởng E9. Các bạn có thể đàn re la re cũng được, E9 thì đàn theo nốt mi, re la mi, mình đàn theo xích nhạc luôn nha các bạn, là E9. Rồi tiếp tục câu intro lặp lại tiếp, rồi ghép vô các bạn này. La son la son la mi la re, 1,5. La son la son la mi. Đó, như vậy là các bạn đã xong hàng đầu tiên rồi, rất đơn giản các bạn ha. Rồi, xuống hàng số 2 nè, tay phải nè. La đô la, son la, la son la, la mi la, la re la đô, re mi, đô si. La son la, mi la si đô, đô re mi, re đô si. Đó, các bạn tập tiếp theo ha. Rồi tay trái. Tay trái này rất là dễ, các bạn nhớ vòng hợp âm như vậy là các bạn sẽ đàn được hết bài luôn nha. Fa đô fa, fa thăng thứ này, re trưởng E9, la trưởng, la mi la hoặc là mi đô thăng cũng được nha các bạn. Rồi tiếp tục mi si mi. Đó, rồi nó lặp lại tiếp. Đó. Lên xuống này, re trưởng, la trưởng, mi trưởng, hết rồi ha, có 4 hợp âm này thôi. Rồi bây giờ các bạn ghép chậm nè. Câu số 2 nha các bạn. Đó, ghép lại lần nữa nè. Tiếp theo luôn. Mi la si đô, đô re mi, re đô si. Đó, rồi. Phần sau tiếp tục nè, la đô la, son la, la son la, la mi la, la re la đô, re mi, đô si mi, đô si la son la. La si đô, mi la, đô re mi, mi đô, re đô si. Đó, tới đây thôi các bạn. Phần sau là nó đàn là chạy nhanh rồi, rồi mình sẽ tập ghép cho các bạn ha. Tiếp tục nè. Re mi đô si mi, đô si la son la. La si đô mi la, đô re mi, mi đô, re đô si. Rồi, như vậy các bạn đã giải quyết được tạm thời là gần một nửa đó các bạn. Rồi, phần chạy ngón nhanh nè. Các bạn chú ý là từ cái phần này trở đi thì các bạn chỉ cần đạt được phần này thì phần sau các bạn cũng đạt được luôn, cho nó lặp lại thôi và một số nốt luyến láy thêm ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn tay phải nè. Nốt móc đôi nha các bạn, 4 nốt móc đôi trong vòng một phách. La si la son la la mi la si la son la la mi la. La si la son la si do re mi do si la son si. Đó,
nó chỉ có một câu này thôi, nó lặp lại 4 lần, thì các bạn đàn 4 lần nha. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai này. Lần thứ ba. Đó, nó lấy thêm một chút. Lần thứ bốn. Son, si, son, mi. Đó, lặp lại 4 lần là xong các bạn. Tay trái thì y chang như vậy à. Fa, do, fa, fa, re, la, re, re. Đây là mình hướng dẫn tay trái theo xích nhạc. Còn các bạn đàn như vậy cũng được à, không có gì hết ha. 1, 5, 1, 5, 8, 5. Cái là 1, 5, 8, 1, 1, 5, 8, 1. Hai cách, các bạn đàn cách nào cũng được ha. Rồi, mình sẽ ghép chậm luôn nè. Bắt đầu la, si, la, sol, la ha. Các bạn lấy cũng được, không sao cả. Nửa vòng tròn mà có cái dấu chấm, nó gọi là dấu chấm lưu ha. Các bạn có thể nghỉ tự do cái chỗ này ha. Mình nghỉ tự do nè. Đó, nghỉ tự do các bạn. Rồi, lại đây nè. Tiếp tục. Phần sau này thì nó lặp lại phần trước, nên mình sẽ đàn luôn, các bạn theo dõi nha. Phần này có khác một xíu nên mình hướng dẫn tay phải này. La, mi, la, si, do, mi, la, si, do, mi, do, re, mi, mi, do, re, mi, mi, re, do, si, mi, re, do, si, son. Đó, khúc này khác thôi, còn phần sau thì giống ha. Rồi mình sẽ ghép phần này nè, tay trái. Tay phải thì nó sẽ là lấy nè, các bạn để có nút lấy nhanh ha. Nút lấy, nhưng mà trong cái bài này mình đã viết ra theo cái nốt mình đàn chính luôn, nên các bạn chú ý nhìn nè. Đó ha, chỗ đó đàn rất là nhanh ha. Nốt móc 3 đó. Tay phải đàn nè. La, si, do, re, mi, do, si, do, si, la, son, mi, si, mi ha. Son, si, mi, si ha. La, si, do, re, mi, do, si, la, son, mi. Son, si, mi, si. Rồi, các bạn để ý tập mấy đoạn này thì hơi khó nên tập nhiều vào nha. Tay vô nè.
si. Rồi chỗ này các bạn cũng có thể nghỉ một xíu như là lần đầu ha, kéo dài một xíu. Rồi phần kết này các bạn là đô la nè, bắt đầu nha. Chậm lại để kết các bạn, đang chậm lại ha. Đó, bài này thì hơi khó nên các bạn cố gắng tập đi tập lại nhiều lần. Các bạn thấy video có ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng tập ha. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.